Tôi có một cái sở thích đó là đi du lịch. Vì qua đó tôi được đến những cái miền đất mới, ngắm phong cảnh đẹp ở nơi đó và khám phá ra những cái nền văn hóa mà trước đây tôi chưa từng được biết đến. Chỉ có thể là nghe qua cái thông tin đại chúng hoặc bạn bè nó nói. Thì thông qua cái việc du lịch này thì tôi cũng trau dồi thêm được rất là nhiều kiến thức cho bản thân. Nhờ có đi du lịch, tôi lại có thêm cái đam mê về chụp ảnh phong cảnh. Vì chụp ảnh phong cảnh có thể ghi lại được những khoảnh khắc đẹp nhất ở những nơi mà mình đi qua. Khi về nhà thì lại có thể chia sẻ được cho bạn bè, cho người thân. Và hơn nữa thì sau này khi mà thời gian nó qua đi rồi mình nhớ lại, mình nhìn những cái tấm ảnh đó thì mình lại thấy như là mình đang ở đó. Cảm xúc lúc đấy rất là tuyệt. Tôi thường dùng cái máy in Canon Prisma Pro 1 với hệ hộp mực Lucia 12 màu để in ra những cái bức ảnh mà tôi đã chụp. Chiếc máy này cho ra những cái bản in rất là tuyệt, màu sắc thì trung thực và cái độ sắc nét rất là cao, tới từng chi tiết luôn. Tôi cũng hay dùng để in các bức ảnh đen trắng vì máy này có tới 5 hộp mực in đơn sắc, có thể in được rất nhiều mức xám. Và chính vì vậy thì bản in sẽ cho được nhiều chi tiết hơn, rồi độ tương phản thì cũng tốt hơn. Đồng thời công nghệ Chroma Optimizer cũng làm cho màu sắc trung thực hơn. Và cái việc mà in ra các cái tấm ảnh mà có màu sắc trung thực ấy và có nhiều chi tiết trung thực thì chính là điều mà các nhiếp ảnh gia phong cảnh muốn hướng tới. Một điều làm tôi rất ấn tượng là chiếc máy này in được trên nhiều chất liệu giấy khác nhau, kể cả giấy dày, kể cả giấy mỏng, thậm chí các loại giấy được cung cấp bởi các nhà sản xuất thứ ba cũng đều in rất là tốt. Khi tôi nhìn những bản in này, quả thật tôi thấy giống hệt những khoảnh khắc lúc mà tôi chụp, rất là tuyệt. Delighting you always.